Thì nó đã ra một phiên bản beta cho anh em thử nghiệm trên trong web máy tính như thế này anh em. Thì link đăng ký và link tải thì mình để dưới phần hướng dẫn đó, và mình nói sơ qua kỹ về một chút cho tất cả anh em về cái sàn KitaChain này như tất cả anh em. Thì anh em đăng ký đi phần để mình thoát ra. À, anh em chờ chút nha. Chưa mình có lên uy tín và mình cập nhật thông tin là anh em gán mà sao mà được hai ở cấp độ 2 là anh em được 25 người, mà trong 25 người đó anh em mà được có hai người trader thôi là anh em thu nhập là mỗi tháng thụ động là của anh em là 200 đô một mỗi tháng. Cái này là bằng chứng thiệt anh tất cả anh em, có hai trader thôi. Còn anh em muốn cao nữa, anh em mời được 50 trader đến một hai người giới thiệu cấp 10, anh em được là 1.800 đô mỗi tháng. Bây giờ anh em gắng cố gắng tuyển ghép người ta các anh em. 100 trader cấp độ 2 đến 10 thì anh em mà được là 18.000 đô mỗi tháng. Các anh em thì anh em cứ gắng chia sẻ nào đường link cho tất cả các bạn đi. Thì may đâu thì anh em chia sẻ lại một nhóm nào đó cũng cũng có một hai người ta chơi trader. Trader là như trao đổi giao dịch thì anh em ngồi đó mà tăng lợi nhuận anh em, thì mình chia sẻ với anh em gì đó. Thì tiếng dép thì cũng rất là ít. Được có 22 nha. Các bạn mình được ba người bạn đó là mình được lên cậu 2 nha tất cả anh em. Khoan để mình coi cái hệ thống của nó coi. 5 người dùng. Khoan. Cái kèo này là kèo exchange này là dự kiến là chắc tháng 3 của anh em ơi, tháng 3 mới lên sàn theo mình tìm hiểu kỹ. Thì tháng 3 đó. Tháng 2 đến tháng 3 là có cho anh em chạy được cái phần thưởng anh em đăng ký đó, nó cho tất cả anh em chạy. Thì anh em cứ việc mà sao chép cái link liên kết giới thiệu của anh em đó. Anh em chia sẻ lên một cái nhóm nào khác đi. Anh em chia sẻ lên càng nhiều trang mạng xã hội thì càng tốt với các anh em. Thì sau này có thông báo gì anh em là tải đường link mình, thì mình có một cái thông báo nào sau khi nào chơi hoặc là có mình sẽ gửi mail cho tất cả các bạn qua hộp thư mail của tất cả các bạn. Các bạn vậy video của mình thông báo tất cả anh em đây thì đến đây cũng kết thúc. Xin chúc tất cả anh em thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Tết đến và có một cái Tết thật là ấm no trong cuộc sống của các bạn. Các bạn anh em nào có khả năng thì chia sẻ được 3.000 người thì anh em nào có khả năng chia sẻ được 3.000 người để coi được bao nhiêu ta, 3.000 người thì anh em nhận được 3.000 người thôi, mà cái đó anh em chia sẻ sau được 3.000 người. Vậy chào tạm biệt tất cả anh em nha. À, thì anh em đoạt giải thôi, đoạt giải đứng đầu hệ thống thôi. Vậy ok, chào tạm biệt tất cả anh em nha.